Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thịnh, tọa lạc số 4 Thanh Niên, Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Tân Thịnh thuộc giáo hạt Hóc Môn, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là sinh nhật Đức Mẹ. Dựa vào tài liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sự của giáo xứ Tân Thịnh cho các bạn biết nhé. Tiền thân giáo xứ Tân Thịnh là nhóm giáo dân khoảng 200 người, được cha Đa Minh Lê Bá Tư, chánh xứ Bùi Môn, dẫn đến khai hoang định cư năm 1959. Hầu hết các gia đình này là bà con với ngài, gốc thôn Bắc, Phú Nhai, Bùi Chu, Bắc Việt. Năm 1954, di cư vào ở Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre. Sau đó mới được cha Cố Đa Minh dẫn về đây. Một năm sau, vì kế sinh nhai, nhóm giáo dân này chỉ còn khoảng 100 người ở lại. Tuy vậy, những năm về sau, đất đai được cải tạo, bà con lại tìm về sinh sống, dần dần ổn định và phát triển thành họ Đạo. Năm 1991, số giáo dân toàn tòng họ Đạo đã là khoảng 500. Sinh sống chủ yếu của bà con là làm lúa nước, hoàn toàn thủ công thô sơ, mà ruộng nương thì thuần đồng chua nước phèn, khai phá từ hoang sơ, hết sức cơ cực vất vả nhưng ấm áp tình làng nghĩa xóm. Ngay từ ban đầu, việc mục vụ họ Đạo được cha Đa Minh Lê Bá Tư, chánh xứ Bùi Môn chăm sóc. Ngày 23 tháng 12 năm 1960, ngài đột ngột qua đời vì ngã từ trên cao khi cùng giáo dân tu chỉnh hang đá Giáng sinh. Cha Phêrô Tạ Đức Kiểm khi ấy là hạt trưởng Hóc Môn, liền trao việc mục vụ họ Đạo cho cha Giuse Trần Trọng Báo. Khi đó là cha giáo xứ Phát Môn, tức giáo xứ Tân Hiệp hiện nay. Như vậy, từ cuối năm 1960 cho tới biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, việc chăm sóc mục vụ họ Đạo trực thuộc cha xứ Phát Môn là cha Giuse Trần Trọng Báo. Trong thời gian khai phá, với sự hỗ trợ vật liệu của gia đình ông Đa Minh Lê Tiến, họ Đạo đã dựng được ngôi nhà nguyện thô sơ làm trung tâm đời sống họ Đạo. Ông Đa Minh Lê Tiến nhà ở Chí Hòa, Sài Gòn, nhưng có nhiều gia đình là thân thích ở họ Đạo. Sau này, gia đình ông ra nước ngoài sinh sống và ông đã qua đời bên đó năm 2009. Năm 1973, đến sinh sống và giúp một vụ họ Đạo có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh, nay gọi là Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Đó là dì Anna Nguyễn Thị Nhường, dì Trâm và một số dì khác luân phiên. Nhà các dì ở sát bên nhà nguyện họ Đạo, được các dì đến họ Đạo là do cha Giuse Đinh Xuân Hiên giới thiệu. Khi đó cha là hiệu trưởng đệ tử viện Don Bosco Thủ Đức, nhà dòng mà cha thuộc về. Nhà dòng Mến Thánh Giá ở giáo xứ Bắc Ninh thân cận với nhà dòng Don Bosco Thủ Đức. Hơn nữa, cha lại có nhiều gia đình là thân thích của cha tại họ Đạo. Dì Trâm qua đời tháng 8 năm 2000. Dì Nhường hiện hưu dưỡng tại dòng Mến Thánh Giá Bắc Ninh Thủ Đức. Cha Giuse Đinh Xuân Hiên cũng đã qua đời năm 2004 tại giáo xứ Đức Huy, Gia Kiệm, Đồng Nai. Không biết từ khi nào và ý nghĩa nào, họ Đạo được gọi là cầu bông. Có truyền thuyết mặt tiền của họ Đạo có cây cầu bắc qua sông An Hạ,
nằm trên quốc lộ từ Sài Gòn đi Tây Ninh. Tên hành chính hiện nay là cầu An Hạ. Nơi cầu này có bến ghe buôn bán bông hoa, cây kiển từ các nơi đổ về, vì vậy dân gian gọi tên là cầu bông, và họ Đạo cũng mang cùng tên với cây cầu. Lại có ý bảo, những lúc ban đầu toàn vùng này còn hoang vu, Mốc chú ý nhất để nhận ra là cây cầu này. Và thật lạ lùng, không biết vì sao mà bông dại nở rộ khắp vùng quanh cầu, cái nét mà các vùng khác không có. Thế là tức cảnh sinh tình, gọi là cầu bông là thế. Lại có người suy luận, cây cầu này là điểm trọng yếu nằm trên trục lộ chính nối liền Sài Gòn với Tây Ninh. Đã có từ thời Pháp thuộc, người Pháp chỉ gọi nó đơn giản là pul, cây cầu, theo tiếng của họ. Và thế là dân ta nương theo đó, gọi là cầu bông. Thế nào đi nữa, cầu bông chỉ là địa danh mang tính chất dân gian, còn tên hành chính là Tân Thịnh. Sở dĩ có tên Tân Thịnh là do chính bà con họ Đạo định lấy tên là Bình Thịnh. Nhưng rồi bàn với nhau, xứ mình là xứ Tân Lập, khởi sự từ mọi điều kiện hầu như là số 0, nhưng hướng tới ngày càng thịnh vượng. Thế là tên gọi Tân Thịnh ra đời. Sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975, trai du xe Trần Trọng Báo nghỉ hưu tại giáo xứ Văn Hải, Long Thành, Đồng Nai. Việc chăm sóc một vụ họ Đạo tiếp tục trực thuộc cha xứ Phát Môn, giáo xứ Tân Hiệp ngày nay. Đến năm 1988, xứ Phát Môn khuyết cha xứ gần 3 năm tròn. Cha xứ Bùi Môn là cha Francisco Xavier Đinh Quang Tịnh, cũng là cha quản hạt bấy giờ kiêm nhiệm. Thời gian này có cha Tô Ma Nguyễn Văn Khiêm từ giáo xứ Chợ Cầu về tá túc họ Đạo. Ngài là bà con gần của một số gia đình ở đây, dù không trách nhiệm tại họ Đạo, Ngài ở trong phòng áo và làm mục vụ cho họ Đạo. Nhưng vì là cha tuyên úy quân đội chế độ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, chỉ được 1-2 tháng thì Ngài phải đi cải tạo. Tháng 4 năm 1979, có 3 tu sĩ dòng Salesian Don Bosco đến giúp mục vụ họ Đạo. Đó là thầy Đa Minh Đỗ Văn Bình, thầy Du Xe Nguyễn Chấn Hưng và thầy Du Xe Nguyễn Công Minh. Tháng 7 năm 1979, có thêm các thầy khác về cộng thể cầu bông. Các thầy chính thức hiện diện và giúp mục vụ. Có các thầy, sau này có các cha nữa. Họ Đạo khởi sắc phát triển, ngày càng ổn định. Năm 1980, lưới điện quốc gia thắp sáng họ Đạo. Năm 1985, cây cầu bắc qua con kinh dẫn vào họ Đạo được kiến thiết kiên cố như hiện nay. Cũng năm 1985, các dì mến thánh giá Bắc Ninh rút khỏi họ Đạo. Năm 1989 đến năm 1990, nhà nguyện được trùng tu lần nhất với diện tích là 364 m². Năm 1990, cha quản hạt Hóc Môn nhờ cộng thể Salesian cầu bông trực tiếp chọn việc mục vụ họ Đạo. Phụ trách họ Đạo là cha Fabiano Lê Văn Hào, linh mục duy nhất bấy giờ thuộc cộng thể cầu bông. Ngài đã về đây từ tháng 10 năm 1982. Tuy vậy, vì lý do thời cuộc, thầy Du Xe Nguyễn Chấn Hưng và thầy Đa Minh Đỗ Văn Bình luân phiên phụ trách đối ngoại. Thời điểm này, hội đồng mục vụ được hình thành, họ Đạo tổ chức có lúc thành 4 khu, gọi là khu 1, khu 2, khu 3, khu 4. Có khi lại thành 3 khu, gọi là khu Bosco, khu Du Xe và khu Mẹ Phù Hộ. Tháng 12 năm 1991, họ Đạo xây dựng thêm khu nhà giáo lý hội trường. Ngày 21 tháng 7 năm 1993, qua văn thư, cha Francisco Xavier Đinh Quang Tịnh, nguyên hạt trưởng Hóc Môn thông báo, cha tân hạt trưởng Hóc Môn An Tôn Phạm Gia Thuấn hoàn toàn đồng ý để họ Đạo trở thành như một giáo xứ.
kể cả việc liên hệ với tòa giám mục. Đức Tổng Giám mục giao hẳn giáo xứ cho dòng Sale Dien Don Bosco. Như vậy, có thể nói ngày 21 tháng 7 năm 1993 là ngày chính thức giáo xứ Tân Thịnh được thành lập. Từ lúc này trở đi, giáo xứ có cha chánh xứ chính thức là Linh Mục thuộc Cộng thể Cầu Bông. Cụ thể đó là sự luân phiên làm cha xứ giữa cha Fabiano Lê Văn Hào và cha Đa Minh Đỗ Văn Bình. Năm 1993, tháp chuông nhà thờ bằng gỗ được khởi dựng. Khu Giuse xây dựng được nhà nguyện Thánh Giuse vào tháng 7 năm 1994, diện tích là 154 m², trong tổng khuôn viên là 2000 m². Khu Mẹ Phù Hộ tháng 11 năm 1997 cũng làm được nhà nguyện Mẹ Phù Hộ bằng lá. Sau này nhà nguyện được xây mới, trở thành nhà thờ Mẹ Phù Hộ, khánh thành ngày 2 tháng 12 năm 2003. Và khu Mẹ Phù Hộ tách ra, trở thành giáo xứ Cầu Lớn hiện nay. Tháng 9 năm 1997, làm mới tháp chuông như hiện nay. Năm 1998, Đài Đức Mẹ Ngoài Trời được xây cất và các lối đi trong khu Bosco được cán xi măng. Nghĩa trang giáo xứ cũng được chỉnh trang, có lễ đài, có cổng, lối vào được bê tông hóa, việc chung cất quy củ dần. Năm 2000, cha Đa Minh Đỗ Văn Bình được bổ nhiệm làm chánh xứ Tân Thịnh, thay thế cha Fabiano Lê Văn Hào được bổ nhiệm làm giám đốc Cộng thể Tân Thịnh. Ngôi nhà thờ được đại tu lần hai vào năm này. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, cha Francisco Xavier Trần Văn Cường từ Cộng thể Philip Rinaldi Xuân Hiệp đã nhậm chức chánh xứ Cầu Bông, thay thế cha Đa Minh Đỗ Văn Bình được bổ nhiệm làm chánh xứ Cầu Lớn. Đặc biệt, ngày 8 tháng 9 năm 2012, nhân dịp lễ sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng giáo xứ, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã cử hành đại lễ ban bí tích thêm sức và sức giàu cung hiến bàn thờ mới của nhà thờ giáo xứ. Tính đến năm 2013, giáo xứ gồm hai giáo khu là khu Bosco và khu Giuse, có hội đồng mục vụ 13 vị. Các đoàn thể, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, giáo lý viên, ca đoàn, giới trẻ và thiếu nhi, tổng số giáo dân là 917 người, tổng số gia đình là 254. Sinh sống chủ yếu của bà con, chỉ vài gia đình còn làm ruộng, đa số thì bằng nhiều cách khác nhau như là làm sợi, dệt lưới bao, mở quán nước ngoài quốc lộ, hoặc công nhân viên chức, vân vân. Nói chung dù chưa thịnh vượng, sinh sống bà con đã đỡ bất cơ cực vất vả so với thời gian ban đầu. Ngày 8 tháng 9 năm 2013, cha Thomas Maria Trần Ngọc Sơn, chánh xứ Bình Minh, đã về nhậm chức chánh xứ Tân Thịnh, thay thế cha Francisco Xavier Trần Văn Cường về phục vụ tại Cộng thể Cần Giờ. Đến năm 2016, cha Thomas Maria được bổ nhiệm làm chánh xứ Đức Huy, Gia Kiệm, giáo phận Xưng Lộc. Cha Thomas Vũ Duy Tòng từ Cộng thể Triết học Đông Rua, Đà Lạt về thay thế chức vụ chánh xứ. Đến tháng 9 năm 2022, cha Thomas được bổ nhiệm về làm giám đốc Cộng thể Cần Giờ. Vào lúc 9:30 ngày 30 tháng 9 năm 2022, cha Giuse Đoàn Hải Đăng, giám đốc Cộng thể Tiền tập Đa Minh Savio Tân Thịnh Cầu Bông đã nhậm chức chánh xứ Tân Thịnh Cầu Bông. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.